xin chào tất cả các bạn đang cùng quay trở lại với chương trình Góc Nhỏ City. Cùng đồng hành với chúng ta, và đó là ai? Hãy cùng chào đón vị khách mời đặc biệt ấy nhé. Chúng ta sẽ được khéo tay làm được những điều rất là tuyệt vời, sáng tạo hơn trong cuộc sống. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cuộc thử thách đầy gay cấn. Và sau đây sẽ là buổi lễ công bố kết quả của hai thí sinh chúng ta. Đón xem Góc Nhỏ City phát sóng lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV3.